Đây, em mời các bác cùng xem vỉa đẹp mặt trước của nó nha. Đây là dòng âm ly receiver của hãng Revox, là model cao cấp nhất B780. Em này giá 24.500 nha bác, 24.500. Đã bao gồm phí ship rồi nha. Đây là phần tản nhiệt của phần công suất. Các bác thấy bộ phận tản nhiệt nó khủng không? Như những cái lock mát xì hơi ấy. Rồi em mở cái nắp này lên đây, các bác cùng xem vỉ điệp của sexy nha. Máy thì em bao zinc và hoạt động hoàn hảo hết nha. Con này về grip, các bác thích tiếng mềm mại ấy, của dòng Reebok á, thì các bác grip với những dòng L100 Cantori, dòng loa cổ, loa châu Âu, loa đời mới đều đánh rất là hay. Đặc biệt các bác nào chơi bên cối cần một con âm ly đài Reebok cao cấp thì bê ngay em này. Nhà đã có bên cối Reebok rồi thì bê con B780 này về các bác để con bên cối lên là các bác đã có một bộ cao cấp rồi. Giá 24.500 nha các bác. Đây là nội thất bên trong, các bác thì thấy được sexy nó và độ mới của những con ốc này, sexy 7 màu, phần bảo vệ này các bác. Đấy. Rất là xuất sắc luôn nha. Đây là phần tăng phô được bảo vệ trong một cái hộp và bằng thiết. Đấy. Máy rất là xuất sắc nha. Bác nào mình chốt con B780 này thì alo cho em nha. Giá là 245 bao gồm phí ship. Máy đẹp, xuất sắc, đạt tiêu chí vừa nghi vừa trưng bày. Nói về nghi, về độ mềm tiếng thì con Reebok B780 được rất là nhiều các bác khen. Grip L100 Cantori rất là hay nha các bác. Với công suất 550W, vô tư các bác grip loa. Các bác, công suất nguồn ở đến 330W, 320W nha. Thầy mới khen, các bác nhìn từ phần phay cũng như là phần núm nút này các bác. Này các bác cắm. Con này thì em giao các bác là 17 triệu bao gồm phí ship nha. Hàng là hàng đẹp kính công. Hàng đó bay về nha, con này hàng đó bay về. Các bác nhìn cái nước, cái chất nó này. Chất nước ngoài nó đẹp, nét cái em cờ khi xuất xưởng là còn nguyên không thiếu gì hết. Máy thì bao zin tuyệt đối nha. Tại vì máy là máy nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, là phiên bản cao nhất nha. 320W, 3 cầu loa mới keng. Đấy, thử nghĩa này các bác. Đấy, con này series là 2105 nha, 2105. Series 2105. Rồi đi vào nội thất bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng. Giúp những dòng loa bi như là 180A, một dòng 880, 933, 955, 616 rồi vân vân. Muốn tuổi là tuyệt vời quá, ra hết chắc luôn. Kể cả những dòng loa sạc win bass 40. Các bác thích tiếng mà ba dải nó đầy để bass mic chép nó nhiều thì chọn con 881 này. Nó sẽ không bao giờ làm các bác thất vọng nha. Đánh những dòng sạc win ở bass 40 rồi. Hồi nãy tiếng bass rồi các bác khỏi cần sub luôn. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong của con 881 này. Đây, em mời các bác cùng ngắm vẻ đẹp của nó đây. Đấy. Các nhìn sơ là các bác thấy cái độ mới của nó rồi. Đấy, 7 màu hết. Mới len keng. Em bác nào chốt thì liên hệ cho em nha. Có nhìn sexy mới này. Ông ánh luôn nha. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Thì sơ bộ nó là quá mới rồi. Đây là máy kèm bao zin hết các bác. Rồi hiện tại shop chỉ có một con 881 này thôi nha. Đàn im của nó là 771 á, 771 rồi tới 661, 551 vân vân. Đây là con hết số 881.